mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi giải đề ngày hôm nay của chị. Thì trong buổi giải đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với uh, Cambridge IELTS số 11, Reading Test 1 và Passage number no. 2 ha. Rồi, thì dạng đầu tiên tụi em thấy vào đây đó là dạng đề True False Not Given. Thì đối với dạng đề True False Not Given mình còn phải phân biệt uh, rõ cái yêu cầu của họ. True có nghĩa là dữ liệu đồng thuận với dữ liệu trong bài đọc nha forens là dữ liệu trái ngược với dữ liệu trong bài đọc và not given có nghĩa là dữ liệu không có trong bài đọc. Rồi, vậy thì chị sẽ assume rằng mọi người đều đã làm bài trước ở nhà rồi thì chúng ta mới xem giải đề ngày hôm nay. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu uh, đi nhanh ha. Thì đầu tiên đối với dạng đề này thì đầu tiên vào mình cần phải có gì? Mình cần phải gạch dưới các cái keyword gạch th... à, dưới các cái keyword. Thứ nhất người ta nói là the frank friend wheel này nè có nghĩa là cái Frank wheel này nó đã nối cái gì cái Frank wheel này thì nó nối cái forest cycle cái kênh này với cái kênh union lần đầu tiên trong lịch sử đúng giờ lần đầu tiên trong lịch sử thứ hai có 12 nữa there was some opposition to the design of the Frank wheel at first có nghĩa là có một vài sự kiểu giống như phản đối đối với cái thiết kế của cái Frank Fields này at first, ok không? um, câu 16 của mình. Tiếp tục mình qua tiếp câu 16. Um, ở câu 16 người ta nói là the friend wheels thì was uh, initially thì kiểu giống như ban đầu uh, thì cái uh, cái uh, có nghĩa là cái friend wheel này nè thì nó put together có nghĩa là lần đầu tiên tụi nó được lắp đặt lại với nhau uh, thì tại là đặt được lắp đặt lại ở cái nơi thì tụi nó được put together ở cái nơi mà những cái gì những cái thành phần của nó được sản xuất có nghĩa là lần đầu tiên tụi nó được sắp xếp có nghĩa là được gắn lại với nhau á, là tại cái nơi mà những cái thành phần được sản xuất 17 thì người ta nói là cái Frank wheel này á, là cái gọi là cái 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 năng tàu duy nhất trên thế giới nhớ nha only boat lift trên thế giới nè mà which has two section bolted together by hand có những cái phần mà bằng thép um, bằng thép này steel sections á thì nó như thế nào? Nó được gắn lại nó kiểu nó được vặn ốc vặn vít lại với nhau người ta gọi là bolted together được gắn lại với nhau bằng tay. Rồi tiếp tục nữa mình có câu 18, có nghĩa là the way uh, có nghĩa là cái khối lượng của thằng uh, goldilas này á thì nó như thế nào? Nó khác nhau tùy thuộc vào gì? kích thước của con thuyền mà nó di chuyển, ok không? đó là câu 18. Đối với câu 19 của mình người ta có là cái gì? À, cái việc xây dựng ở cái cái gọi là cái nơi mà có cái Frank Wheel này nè, thì người ta đã xem xét về cái sự hiện diện của một kiểu giống như là một cái monument cổ đại kiểu giống như ancient có nghĩa là lâu đời cổ đại đúng chưa? Ừ. cái monument uh, gần đó, ok không? một cái công trình kỷ niệm gần đó, ok everyone? rồi sau khi tụi em làm được cái keyword này rồi thì chúng ta qua bên bên phải đọc ha. thì đối với con 14 thì mình bắt đầu đọc từ trên xuống dưới nè. thì người ta nói á trong ở cái đoạn đầu tiên thì người ta nói là gì? người ta nói là kiểu giống như cái Frank Wheel này đúng không? là kiểu uh, cái Frank Wheel ở Scotland ấy là cái con tàu quay nâng, con tàu nâng cái 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 năng tàu quay đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Nó được mở ra vào năm 2002 và nó là trung tâm của một dự án uh, đầy tham vọng, một dự án liên kết thiên niên kỷ đầy tham vọng với tỷ, trị giá là 84,5 triệu bảng Anh. Cái dự án này thì nó nhằm khôi phục cái gì? Nó khôi phục cái việc khả năng đi lại bằng tàu bè xuyên suốt Scotland thông qua cái việc kết nối các cái tuyến đường lịch sử. Đó là gì? các tuyến đường lịch sử đó là um, Force uh, Cycle and U uh, Union Canals đúng chưa rồi tiếp tục nữa nhưng mà nếu như mà mình đọc nhanh xuống bên dưới thì cái, cái này mới là cái dự uh, nói nhanh về cái dự án này thôi đúng chưa thì người ta nói là gì uh, cái gọi là cái thử thách lớn nhất của cái dự án này á, thì nó nằm ở cái sự thật rằng cái 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 kênh mà Ford and Cycle ấy, thì nó nằm ở nằm thấp hơn so với cái cái kênh Union là 35 m thì trong lịch sử người ta nói trong lịch sử hai cái kênh này thì nó đã được gắn liền lại với nhau rồi gần cái cái thị trấn là Frankville đúng không bởi 11 cái con lót này nè đó Uh, nhưng mà that step down đây nhưng mà tiếp tục người ta nói sau đó người ta nói là gì nhưng tiếp tục thì người ta nói là nó đã bị tháo dỡ vào năm 1933 do đó thì cái 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 cái, cái link cái sự kết nối cái hai cái này nó đã để bị break với nhau vậy thì trước đó thì tụi nó đã được nối với nhau rồi in historically có nghĩa là trong lịch sử thì tụi nó đã được nối kết với nhau rồi chứ không phải là bây giờ uh, có nghĩa là không phải là phải tới cái thời Frank Will này thì tụi nó mới kết nối được với nhau Đúng chưa? Cho nên 14 này của nó người ta nói là gì? The first time. No. Trong lịch sử đã được kết nối với nhau rồi cho nên 14 của mình là false. Tiếp tục, người ta nói là gì? Có một vài cái sự phản đối trong cái thiết kế của cái Frank Fields at first ở cái câu tiếp theo là cái câu 15 của mình. Đúng chưa? Thì ở đây thì mình sẽ thấy nè Ờ uh nếu mà mình đọc nhanh á, thì tụi em sẽ thấy ở đoạn thứ ba này thì người ta nói là gì đã có rất là nhiều ý tưởng đã được nộp về cho cái dự án này đúng chưa trong đó bao gồm những cái khái, những cái ý tưởng về cái việc hàng loạt những cái thứ này người ta liệt kê ra ở đây và cuối cùng á, thì eventually winner cái người thắng á, là cái người đưa ra một cái kế hoạch cho một cái the huge có nghĩa là một cái một cái cái tàu nâng mà kiểu một cái nâng tàu bằng sắt mà có thể quay được khổng lồ đúng chưa và sau này thì nó trở thành cái friend will này và khi mình đọc cả cái đoạn này á, thì nó không hề nhắc gì về cái vấn đề là opposition ở đây cái sự phản hồi phản đối ở đây cả cho nên 15 cũng mình là not given ha 15 cũng mình là not given tiếp tục 16 người ta nói là friend will này á, thì lần đầu tiên được đặt lại với nhau ở cái địa điểm nơi mà các gì các cái gọi là các cái components của tụi nó được uh, được được gắn kết lại với nhau ấy thì ở đây um, mình sẽ xem ở cái đoạn số 4 này. Ở đoạn tiếp theo nè, người ta nói là các cái phần khác nhau của view này đúng chưa? Các phần khác nhau của nó chính là components. Này. Các phần khác nhau của cái cái Frank uh, uh, for fork wheel này chứ. Cái fork wheel này nè thì nó được xây dựng và được gắn kết assembled, đúng chưa? Được gắn kết like one như là một kiểu cái mô hình trò mô hình xây dựng đồ chơi mà khổng lồ ở Bertley Engineering still work in the vậy đây đúng chưa? Thì nó lần đầu tiên nó đặt lại đến đây. Thì Sam khoảng 400 km, cách 400 km uh, khỏi from the Frequil ngày nay, đúng chưa? Cách 400 km nơi mà kiểu sông này người ta đặt nó. Vậy thì có phải là nó tất cả đều được sản xuất và gắn lại ở đây không? Vậy thì ở đây có 16 của mình người ta nói là nó được gắn ở cái nơi mà nó được sinh ra. vô ừ, ở cái nơi mà tụi nó được như thế nào? Tụi nó được sản xuất thì chính là ở đây constructed and assembled. Anh nghĩ với hai cái này đúng chưa? Thì đúng, đầu tiên là tất cả các cái component sẽ là various parts của tụi nó được làm ra ở cái khu vực này, gắn ở khu vực này, đúng giờ Gắn ở đâu? virtually Engineering Steelworks ở đây. Cho nên 16 của mình là true. Rồi, đối với câu 17 ấy, thì người ta nói là gì? The Falker Wheel này nè, là con tàu là một cái nâng tàu duy nhất trên thế giới, nhớ là duy nhất trên thế giới mà có cái phần steel sections này nó được gắn bằng kiểu giống như nó được vặn ốc ấy, together by hand, bàn tay đúng không? Vậy thì ở đây người ta có nhắc đúng là người ta nhắc người ta có nhắc về cái việc gọi là để đảm bảo lại là gì để đảm bảo rằng cái cái, cái, cái cái, cấu trúc này nó mạnh mẽ hơn đúng chưa người ta nói là để đảm bảo cái cấu trúc này á, nó mạnh mẽ hơn á, thì cái phần xét thép này thì nó được gọi là sao ta nó được gắn bằng kiểu giống như nó được vặn ốc vít vào chứ không phải là được hàng lại với nhau và hơn 45 cái lỗ cái cái ốc lỗ vít này nè được gắn kết với nhau thông qua những cái con ốc đúng chưa và mỗi một cái bu lông ốc vít như vậy thì được hand tighten it thì được gắn bằng tay thì đúng là các cái phần steel section này được gắn bằng tay nhưng người ta không có nói là cái Frank Will này có phải là con tàu duy nhất được gắn gắn bằng tay hay không. Không hề nói là có phải là duy nhất hay không, có nhắc đến đúng Frank Will là con tàu được gắn bằng tay hand tighten it đúng giờ các cái phần sắt thép được gắn bằng tay lại được vặn ốc lại bằng tay nhưng mà không hề nói rằng là nó là con tàu duy nhất cho nên 17 của mình là gì 17 của mình là not given Tiếp tục, mình qua câu 18, người ta nói là gì? Cái khối lượng của thằng Godzilla này này thì nó khác nhau. Thì tùy thuộc vào kích thước của cái con tàu mà nó mang đến, đúng chưa? Vậy thì ở cái câu 18 này, thì nếu như mà mình dựa vào các cái từ khóa, thì mình sẽ thấy được nè, Ờ, ở thấy cái con mình thấy cái cái ở đoạn cái đoạn 5 nè thì nó liên quan đến thằng Cordelas ở đây đúng chưa? Đó. Người ta nói nhưng mà ở đây người ta nói là gì? Những cái Goleda này á, thì nó kiểu giống như cái cân nặng, cái khối lượng của tụi nó là như nhau, không quan trọng là tụi nó mang theo con tàu gì, không quan trọng là tụi nó đang nâng đỡ con tàu gì cả. Cho nên 18 này của mình là false nè, bởi vì người ta nói là cái kích, cái cân nặng của Goleda sẽ phải thay đổi không? Cân nặng thì từ xem. Ok không? Tiếp tục nữa 19 người ta nói là cái the construction có nghĩa là cái việc xây dựng của Frank Wilson Society này nè thì người ta có xem xét về kiểu giống như là cái 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 sự hiện diện của cái nearby ancient monument. Thì đối với câu 19 này à, thì mình sẽ phải đọc khá là nhanh ở dưới cái đoạn cuối cùng này I think. Đúng rồi, mình đọc ở cái đoạn cuối cùng của cái bài đọc luôn ấy. Thì mình thấy này nè, ở cái đoạn cuối cùng đúng chưa? Ừ. Uhm, uh, ở đây thì người ta nói là gì ở đây người ta nói ngay ở chỗ the wheel này đúng chưa nguyên cái đoạn này đó thì khúc này người ta nói là gì cái vòng xoay nó không thể xây dựng để nâng thuyền qua toàn bộ 35 mươi mét trên là chữ hai dòng kênh đúng chưa bởi sự hiện diện bởi vì owing có nghĩa là bởi vì owing to có nghĩa là because of đó bởi vì cái sự hiện diện của bức tường Anthony lịch sử quan trọng cái bức tường này đã được xây dựng bởi đế chế La Mã cổ đại vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên vậy thì ở đây có phải là cái cái này người ta không có xây thể nào vượt qua 35 mét không thể nào kiểu giống như là hoàn toàn qua 35 mét được lý do là bởi vì người ta để ý tới cái bức tường này Đúng chưa Vậy thì có phải ở đây là người ta đã để ý người ta đã xem xét took into theo cái sự hiện diện của những cái cái của một cái kiểu giống như là của một cái công trình uh, kiến trúc cổ đại học cho nên 19 của mình là true Ok không? 19 của mình là true. Tiếp tục qua cái dạng đề tiếp theo của mình đó là dạng đề điền từ vào chỗ trống với biểu tượng là cái 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 cấu trúc này đúng chưa? Thì để làm được chính xác cái bài này thì đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý nó là điền một từ. Và thứ hai nữa là để hiểu được cái quy trình làm này á, thì mình cần phải xác định được cái đoạn văn trước cái quy trình này. Ok không? Vậy thì một cái con tàu nó được nhân bởi cái cái friend wheel này như thế nào thì nếu mà mọi người đã đọc rồi á thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái đoạn thứ hai, thực ra là nội dung nó nằm ở đoạn thứ hai từ dưới đếm lên. Ok không? Thì ở đây chỉ không gạch được bởi vì đây là các cái hình cho nên là không có gạch được, nó là một cái hình. Cho nên là khi mọi người làm á thì chúng ta cũng có thể gạch một chút đúng chưa? Để mình dễ làm hơn. Vậy thì đối với câu 20 người ta nói là gì? Một một cặp gì đó thì đó a lifted có nghe được nâng lên in order to shut out water from canal basins, đúng chưa? Một cái cặp gì đó được nâng lên nhằm ngăn nước từ bể trước của dòng cơn. Ngang, shut down có ngăn nước bể trước của dòng cơn là canal basin. Ok không? Vậy thì ở đây mình sẽ thấy. Uh, ở câu thứ hai đoạn số 6 này. Mình có bởi vì mình có keyword của mình là canal basin nào mà. Đúng không? Thì mình tìm được ở câu số 2 người ta nói là gì? Hai cái to head. Have hydraulic steel gates được nâng lên so as à, để seal seal chính là gì để kiểu shut down đó seal the cầu đó là off from the water in the canal basin vậy thì hai chính là a pair of vậy thì ở đây mình có ở up rồi. Vậy thì hai cổng thép thủy lực được nâng lên để bịt kín cái Godela này khỏi nước trong cái bể chứa của dòng kênh. Đúng chưa? Vậy thì dữ liệu của mình ở đây mình cần điền ở đây lưu ý mình là một cái một, một one word thôi đúng không? Vậy thì ở đây mình phải điền từ chính là a pair up. Uh, hydraulic steel có nghĩa là hai cái cống thép thủy lực. gây là cống đúng chưa? Hydraulic là thủy lực và steel là thép. Vậy thì ở đây mình chỉ có thể điền một từ thôi. Thì trong cái cụm này mình chỉ có thể điền từ gaze. Ok không? Bởi vì cái từ gaze là cái danh từ chính của cả cái cụm này. Vậy thì một cái một cái cặp cặp cống đã được nâng lên đúng chưa? Để có nghĩa là để ngăn nước khỏi cái à, để ngăn nước khỏi cái 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 canal Tiếp tục nữa cái gì đó thì được uh, đấy ra enabling cho phép cái wheel này nó rotate đúng chưa? Ở với cái câu 21. Thì tiếp tục nữa mình sẽ thấy nè, đối với câu 21 á thì mình sẽ thấy là kiểu ở đây keyword của mình sẽ gồm cái check out đúng chưa? enabling và rotate. Vậy thì ở đây mình tiếp tục mình sẽ thấy ở cái câu thứ tư của đoạn thứ sáu thì ở đây một cái này đúng chưa? Đây A dog is removed đó. Nguyên cái câu này thì câu này có nghĩa là cái gì? Đúng chứ? Ở câu này thì người ta nói là a hydraulic clap, là một cái kẹp hydraulic, hydraulic lúc nãy chị đã dịch rồi là cái thủy thủy lực thuộc về thủy lực đúng chưa? Thì ở hydraulic clap có nghĩa là một cái kẹp thủy lực. Cái này which có nghĩa là cái mà ngăn cản các cái tay đòn của cái vòng xoay á, di chuyển trong khi cái cô đê này cập bến docket thì cái này á, thì nó được remove Đúng rồi Và cho phép cái vòng xoay Nó quay allowing Chính là enable Đúng chưa Vậy thì cái gì được remove nè Thì ở đây mình sẽ bỏ Cái mệnh đề quan hệ Which prevents Ở khúc này đi đúng không Vậy thì cái gì được remove Chính là cái clamp Đúng như Cái clamp này được remove nè Enabling Chính là allowing To rotate Chính là to turn Vậy thì cái A của mình Chính là cái clamp Ok chưa tiếp tục mình có how 22 thì cái động cơ thủy lực thì nó đã drive, nó đã kiểu giống như nó đã lái cái gì ok không? Cái động cơ thủy lực này thì nó đã lái cái gì? Vậy thì ở đây mình sẽ cũng cũng ở trong cái đoạn 6 này luôn, mình phải mình phải tìm keyword cũng trong đoạn 6 này thì mình phải tìm keyword của mình là hydraulic motors đúng chưa? Vậy thì cái the central machine room này nè đây mình đánh nguyên cái cụm này Đúng chưa Thì mình đọc nguyên cái đoạn này Thì mình có là cái gì Cái kiểu giống như ở đây á, Thì người ta Central machine room á, Có nghĩa là trong cái phòng máy trung tâm ấy Thì an array có nghĩa là Một loạt mươi cái động cơ thủy lực Thì nó bắt đầu nó quay Bắt đầu nó xoay cái trục trung tâm The central axis Vậy thì cái động cơ thủy lực này Nó sẽ xoay cái gì Nó xoay cái central axis Đúng chưa Cái trục trung tâm này Vậy thì 22 của mình sẽ là The drive cái axis này Ok chưa tiếp tục mình tới câu 13 ok không tiếp tục lộn nhầm mình tới câu 23 thì sau đó sau khi cái này quay á, thì con tàu nó được nâng lên floating into one này rồi tiếp tục nữa người ta nói là a range of different size nhớ các kích thước khác nhau cho phép cái con tàu nó kiểu giống như nó đứng nó đi thẳng upright đúng không cho phép cho phép cái con tàu thì nó được phép được phép giữ thẳng đứng vậy thì đây mình sẽ thấy được tiếp tục nữa thì mình còn phải tìm được cái keyword đó là upright của mình đây. Vậy thì người ta nói là gì? Khi mà cái wheel này nó xoay á thì cái the gold, cái gola này nó are kept in the upright position, đúng chưa? Thì cái là này nó được giữ, nó được giữ uh, uh, theo cái hướng thẳng đứng by theo một cái kiểu giống như là một cái hệ thống mà symbol. đúng chưa? Thì nó được giữ đứng theo một cái hệ thống mà um gearing có nghĩa là hệ thống bánh răng đơn giản bằng hệ thống một cái bằng hệ thống bánh răng đơn giản đúng chưa vậy thì ở đây người ta nói tiếp nè ở đây người ta nói tiếp thì ở đây người ta đồng bên dưới này người ta nói tiếp là gì à, cái cox này có nghĩa là kiểu giống như là cái bánh răng á thì người ta nói là hai cái bánh răng rộng 8 mét á, thì quay quanh một cái bánh răng bên trong cố định có cùng độ rộng được nối với hai cái bánh răng nhỏ hơn quay theo hướng ngược lại với các bánh răng bên ngoài do vậy thì có để bảo, đả, bảo đảm rằng các gondolas này nó luôn giữ thăng bằng đúng chưa? Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì, cái hàng loạt các cái gì keep sign này nó sẽ giúp cái post này nó keep upright. Keep cái post upright chính là keep cái goldella upright đúng không? Thì trong trường hợp này chính là cái gì các cái cox này, các cái bánh răng bởi vì different size là gì? các kích thước khác nhau thì người ta nói là có cái 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 bánh răng rộng 8 mét nè đúng không nó quay với một cái bánh răng bên trong có cùng một kích thước và nó nối với hai cái cái hai cái bánh răng bên ngoài nhỏ hơn đi theo hướng ngược lại vân vân thì hoàn thì cho nên con 13 của mình là hàng loạt các cái bánh răng á hàng loạt các bánh răng khác nhau nó đảm bảo rằng con thuyền sẽ được giữ vững gọi là sẽ được giữ thẳng OK không? Đó là câu 23 của mình nhớ là phải thêm gis đầy ghi thêm es đầy đủ vào nha. Câu 24 thì con tàu này á, thì nó đạt đến cái top wheel đúng chưa? Thì then nó nó move directly onto sau khi nó đạt đến top wheel rồi á thì nó sẽ di chuyển trực tiếp lên cái gì? Rồi vậy thì ở đây người ta nói là gì? Khi mà ở câu tiếp theo ở đoạn 6 nè, khi mà cái câu đến là này nó đạt lên cái cái top cái đỉnh á, Thì cái con tàu này sẽ nó bắt straight đúng chưa? Nó sẽ đi nó sẽ đi Pass straight có nghĩa là nó đi đi qua đi thẳng qua luôn đúng chưa? Nó đi thẳng qua cái gì? Thì nó đi thẳng qua một kiểu giống như là một cái máng dẫn, ok không? Một cái uh, cái thì cái máng dẫn này thì nó nằm ở khoảng là à, nằm ở gọi là sao ta? Nó nằm 21 24 nó nằm ở gọi là sao ta? Nó nằm ở vị trí là 24 mét phía trên cái bể chứa của dòng kênh, ok không? Vậy thì ở đây đáp án của mình là gì? Nó đi qua cái gì đây? Nó đi qua cái máng dẫn đúng không? cho nên 24 của mình là ok được cái máng dẫn ok chưa thì câu 24 của mình tiếp tục đến câu uh, 25 thì tiếp tục nữa sao thì các con tàu các con tàu ấy thì nó di chuyển qua cái tunnel đúng chưa và cái tunnel này thì nó bị ni cái gì đúng chưa qua một cái tầng hầm và cái tầng hầm này nó bên dưới cái gì đối với câu 25 tiếp tục này đó thì cái 11 cái mét còn lại của cái phép năng này của cái 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 năng này đúng không thì cần thiết để có thể đạt lên được cái uh, union canal thì cái này á, thì nó sẽ đạt được thông qua ở by a means of pair of clocks có nghĩa là thông qua hàng một một gọi là sao ta một cặp một cặp khóa đúng chưa rồi tiếp tục nữa thì người ta nói là gì Uh, nhưng mà cái đoạn này thứ này cái đoạn này thì không cần thiết bởi vì lúc nãy mình cũng dịch rồi thì nó chỉ nói là kiểu giống như người ta xây dựng cái con tàu này và người ta kiểu giống như là người ta xem xét cái sự hiện diện của Anthony Wall này đúng chưa nhưng mà tiếp tục nữa là con tàu này sau đó nó travel under This wall nó travel bên dưới cái wall này thông qua một cái tunnel, đúng chưa? Vậy thì this wall này, this wall này chính là gì? Có phải là cái Anthony wall này không? Và Anthony wall thì nó được xây dựng bởi người romance. Vậy thì nó có phải là nó sẽ thông qua một cái tunnel vì ni chính là under, under cái gì? Under cái 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 cái, 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 cái wall của người romance, đúng chưa? Cho nên 25 của mình sẽ là wall tiếp tục mình qua câu 26. Ngày 26 người ta nói là gì? Cái gì uh, cái gì đó raise boat to the level of union canal đúng chưa? Thì cái gì đó nó nâng con tàu lên 11 11 m để đạt được cái độ cao của union canal vậy thì ở đây mình có cái 11 m còn lại này á để uh, để có thể đạt có người cái 11 m còn lại á để có thể đạt được cái level của Union Canal ấy, thì nó đạt được thông qua một cái care blocks. Cho nên ở đây mình chỉ có thể điền được một từ thôi. Vậy thì một từ ở đây của mình sẽ là gì? Có phải là blocks không? Ok không? Cho nên 24, 26 của mình sẽ là blocks. Ok không? Thì đây là cái bài giảng uh, đây là cái bài giải ngày hôm nay của chúng ta. Thì bài giải của chúng ta đến hôm nay là kết thúc. Uh, thì tụi em có thể ờ uh, xem xem có nghĩa là trong quá trình uh, học tập ấy mà có cái đoạn nào tụi em không hiểu thì có thể comment bên dưới cho chị ha thì trong cái buổi giải đề tiếp theo chúng ta sẽ giải đề tới cái passage number 3 của của ngày này thì uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ giải vào bài chủ nhật ha thứ hai thứ hai thơ lịch của chúng ta sẽ là thứ hai thì thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ giải passage number 3 do đó thì tụi em nên làm bài trước để có thể học bài một cách hiệu quả hơn um, rồi thì bài giảng của chúng ta video của chúng ta đến đây là kết thúc thì chúc tụi em ôn thi hiệu quả hẹn lại hẹn gặp lại tụi em trong những cái buổi dạy đời tiếp theo bye bye mọi người